hoài ơi, bà nói hoài ơi, mày bên đây mày có che trời che trại, mày ở đỡ mưa nắng, còn tao ở bên đó nắng nồi quá, mày che cho tao cái trời. Ông thanh niên cũng kiểu còn trẻ cũng nghinh bật, không có làm, không để ý tới. Bà mới đứng ngoài mà bà kêu nữa. Ôi, xuất hiện luôn hả ông Tân? Hiện nguyên hình luôn á. Bà nói đã tao nói mày hoài, sao mày không cất cho tao cái chòi, tao ở cho đỡ mưa đó, đỡ nắng vậy hoài. Ông giận quá, ông ngồi dưới thuốc lại, nóng mùng không dở. Bà ở đâu mà gọi biểu tôi cất cái chòi, cất chạy cho bà hoài vậy? Bà mới đứng bên đó đó ha. Bà chỉ tay ngang vậy. Đó, tao ở bên đó. Thì ổng mới dòm theo tay bà là bên đây sắc hợp. Rồi cha mẹ nó mới nghe người ta học lời đó. Dạ. Nói nó vừa có tội. Bà cảnh cáo với mày đó chứ chưa. Nếu mà bà mà ấy nữa, ác ý nữa là cho mấy mày chết luôn. Cứ bỏ cái thật với mày. Nói vậy nữa bà. Không. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt dọc cái tuyến đường biên giới thuộc xã Bình Thạnh, huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Tuyến đường này đó là bên kia là biên giới bạn nước bạn Campuchia. Và hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại em Phong Bụi cũng như là anh Hớn sẽ tìm về ngôi miếu Bà Chúa Xứ Tập Du. Và ngôi miếu này là một cái ngôi miếu rất là độc đáo và chủ đồng. Nghe đồn gần thì bà rất là linh thiêng. Trong một lần mà những lần mà những người dân mà họ tin tưởng và tin tưởng khi tới đây cầu cái điều gì về cái cuộc sống gia đình thì bà luôn luôn có làm. Đây quay mấy cái cảnh mùa nước nổi cho cô bác quý chị xem nè. Nước giờ đây vào khoảng gần độ tháng 10 nên nước cũng đã rút rất là nhiều. Và những cái cây mà cắm cắm cầm như vậy là người ta đang đang nổi giớn để đánh bắt hải sản. Không bên đây bên kia là ranh giới của Campuchia. Đó là cái đường miếu Bà Chúa Xứ á, ngay chỗ cái đàn giờ cô bác anh chị. Bây giờ mình sẽ xuống góc đó quẹo phải xuống. Yeah. Cá vất vả khi mà mấy anh em phải lặn lội xa xôi tìm đến cái nơi này. Đến đến đây là mấy anh em để cho cô bác anh chị thấy rõ sự linh thiêng của miếu bà. Ôi chào con. Chào con. Ồ dê quá nhiều. Cô bác quý anh chị, sau một thời gian thì cũng khá là xa xôi thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt cùng với anh em đang có mặt tại một xã biên giới của quyền của thành phố Hồng Ngự. Thì phía bên kia đó là biên nước bạn Campuchia. Và hôm nay thì Bùi Hồ muốn đến đây chia sẻ cô bác quý anh chị về những cái câu chuyện, cũng như là nghe ông Tư là một người ông Tư ở đây chia sẻ những cái câu chuyện rất là linh thiêng về miếu Bà Chúa Xứ Tầm Dầu. Hay cô bác quý anh chị, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Và nơi đây là nơi bà đang ngự ở đây cô bác quý anh chị. Ở đây có nhiều, rất là nhiều câu chuyện linh thiêng về bà mà mình muốn giới thiệu cho cô bác quý anh chị, cũng như là cô bác quý anh chị nào có muốn cầu làm ăn bình an gì đó. Cái lịch sử của bà thì lâu lắm, có tiếng đồng hồ chưa hết. Tức là cái miếu này thời của ông nội tôi, là hồ ông nội tôi lập miếu là mới có 25 tuổi mà chưa có vợ. Bà mới kêu ông nội tôi cất ở đây, tức là hai bên đây với bên kia là rừng không à. Cái sông này cứ bề ngang có 3 thước à, tượng đi thành sông chứ không có ai đào hết á. Là con voi ha ông? Con voi á. Dạ. Lần đi một đoạn là 50-70 con đi ra tới chỗ ngã ba ngoài tắm uống nước rồi đi về.
cũng đi y theo cái đường này, còn đi lên trên là cây rừng không, đi không được. Mà ông nội tôi đó, ông giận em của ông là ông Sáu tôi đó, ông có vợ rồi. Dạ. Rồi là anh em ở chung cái mít lòng. Ông mới bỏ nhà ông đi. Ông đi là không biết là đi đâu. Xong mà vô tới đây là khiến gì mà ông đổ xuồng ở đây. Ông ở đây. Rồi ông lên ông chặt cây, chặt đồ, ông che cái liều ông ở đó. À, ngoài cái gò đất mà máy ha ông Tân? Đó, cái nền của tôi bên đó đó. Dạ, nãy con thấy rồi. Ờ, đất này cũng của tôi không? Ông nội tôi để lại á. Rồi bà mới kêu ông. Ông nội tôi tin hoài. Ông nói hoài, bà nói hoài ơi. Mày bên nay mày có che trời che trải, mày ở đỡ mưa nắng. Còn tao ở bên đó nắng nồi quá, mày che cho tao cái chòi. Ông thanh niên cũng kiểu còn trẻ cũng nghinh bật. Dạ. Không có làm, không để ý tới. Tới lần thứ bảy á, là ông vô trong mùng rồi. Dân ở mùng ông ngồi ông dấn thuốc nè. Bà mới đứng ngoài mùng bà kêu nữa. Ôi, xuất hiện luôn hả ông Tư? Hiện nguyên hình luôn á. Bà nói đã tao nói mày hoài, sao mày không cất cho tao cái chòi, tao ở cho đỡ mưa đó, đỡ nắng vậy hoài. Ông giận quá, ông ngồi thuốc lại, ông nắm mùng không dỡ. Bà ở đâu mà bà biểu tôi cất cái chòi cất chạy cho bà hoài vậy? Bà mới đứng bên đó đó ha. Dạ. Bà chỉ cái tay ngang vậy. Đó, tao ở bên đó. Thì ông mới dòm theo tay bà là bên đây sáng hực. Ông nói sáng cũng như đèn điện ở Sài Gòn vậy. Hồi đó Sài Gòn mới có đèn điện. Dạ. Ở Hồng Ngự mình chưa có đèn điện nữa. Rồi ông quảng hồn. Ông nói rồi, tôi cất. Để tôi đốn cây rồi tôi cất cho bà. Bà nói mày cất cho tao đi nữa, tao đổ mày làm là ăn được mà là làm lớn nữa. Tới chừng năm ông có vợ mình kế đây thì mau ha. Dạ. Chứ tính ra cũng mười mấy năm sau gì đó, ông có vợ rồi, có con rồi. Pháp á, từ Hồng Ngự mà nó đi bộ vô, đâu có đường xe được gì. Đi vô nó kiếm một người làm ông cả, mà từ ngoài biết bao nhiêu người nó không chọn, mà vô tới đây gặp ông, chọn ông làm ông cả. Dạ, cái đó giống như là bà khiến cho để ông giữ chức ông cả. Ừ. Ông cả hoài đó là ông nội tôi đó. Dạ. Mới cất lên. Cái năm đó tới thời điểm này là trên 100 năm rồi ha. Trên rồi. Tôi cái sổ tôi người ghi lời tôi để trên nhà. Năm nay nữa 140 mấy năm rồi. Mà dân số hồi xưa nó thưa thớt đó chú. Là cái 16 tháng 3 là lễ cúng của bà. Dạ. Bên Châu Đốc, lễ cúng bà bên Châu Đốc thì 23, 24 tháng 4. Ở đây bên này có 16 tháng 3. Lễ cúng bà cũng đông lắm. Trời ơi, lễ cúng bà mấy bay bắn mà không trúng vô miếu đó. Nổ bên đó còn 4 trái quả tiễn. Mà chỉ khu vực này là không trúng không gì hết. Có nghĩa là không chiến tranh đó hả? À, chiến tranh. Bỏ bom mìn là không có vô khu vực này. Không vô này. À. Bỏ vòng vòng. Là lúc chiến tranh là bỏ bom mìn là không có vô khu vực của miễu bà hay không ha? Không trúng. Mà kể cả có cán bộ mấy chú ở Thanh Bình hả? Dạ. Dạ. Là chắc không biết trên này đâu. Năm đang mà bán không ra ngoài Hồng Ngự biết không? Dạ biết, dạ biết. À, ông già của năm đang là bảy mập đó. Là đang cúng lệ miễu nít thì hồi đó là đông cũng mười mấy hai chục đứa nít, rồi đàn bà rồi cái nọ đàn ông, rồi kể cả cái đội quả tóc dưới cái xã đội của Bình Thạnh cũng ở đây dự luôn nữa. Dạ. Là ở trong Tân Hồng nó bay ra cái nó đảo trở lại, tôi nói máy bay này bắn nó nha.
ai nhảy xuống sông là đừng có lội qua sông nghe. Mà nó nhờ cái là tôi đi học khóa đặc công mới về mới biết, chứ thôi tôi là học sinh tôi đâu có biết về chiến tranh hay gì. Ông Ba Lê Hiếu bắt tôi vô làm việc rồi đưa đi học khóa đặc công đó, là nó bắn hai trái đầu đó, nổ bệnh, nó đảo lợn bự nữa, nó bắn hai cái nữa cũng bệnh. Mấy ông xuống đây núp đây không ai lặn qua sông, mà cái sông lúc đó nhỏ xíu à, quất hơi một là tới bển rồi. Không chết người nào. Ông Mỹ Mập nói đụng mẹ thằng này nhỏ nó giỏi trời, sao mà mày biểu đừng lặn qua sông, bị tu hồ tu học quá là công ở vùng găng á, tát nước lên á, rồi nó bay tới. Rồi mấy cha tôi nào là cán bộ ở tại trường rồi này kia nọ nhảy xuống lặn vào, nó bắn theo nhà ngoại chết 6-7 người. Còn nguyên cái dàn học đặc công 72 người nữa ha, bám lợn nhảy chùi ra nhưng mà đảo lợn lú cái đầu lợn đồ đó đĩa dữ lắm, hai tay bụm đưa luôn, đưa này lên thở, không chết người nào hết. Thì theo như chú Tư mới vừa nói thì theo con thấy á, thì có thể là những cái người mà lúc trước mà ở xung quanh cái ngôi miếu này mà cũng như chú ngụ để tránh bom đạn á, thì chắc được bà che chở ha, ông Tư? Rồi bà che bà độ nhiều lắm. Sao ngoài những cái việc mà ông Tư nói ngày xưa bà muốn lập ngôi miếu ở đây thờ, rồi cũng như là ngoài cái việc là che chở cho bà con, thì ngoài những cái câu chuyện đó thì có một số cô bác nào mà không tin tưởng mà hay mạo phạm gì tới đây không biết mà từng bị hành chưa ông Tư? Ba thằng nó nhậu đã rồi, nó lại đây gặp bà kia về phần, nó là về phần bà chúa đây, tôi nói rồi có trước mặt bà rồi, xỉn rồi, mẹ thần linh gì xác gì, nói tầm bậy tầm bạ. Dạ, chửi thề không tin. Không tin. Ừ, mấy bà kia mấy bà nói sao mấy cháu nói kỳ nữa, ta về phần kể ta ghét cái gì mà nói tầm bậy tầm bạ, đụng chạm tới bài rồi hồi bỏ đi. Ba ngày sau ở ngoài này mấy chú chạy vô cái mưa 10 độ đó. Dạ dạ, cái chân cây cầu chạy vô. Chạy cầu cũng nhậu nữa. Dạ ha, ba thằng là ụt xuống ngay cái đầu cầu bên đây chạy giá nè. Dạ ụt xuống đó là chở vô thương chưa. Thôi rồi, chính ba người đó luôn. Ừ. Thôi rồi, chết không ông Tư hay là rồi cha mẹ đó mới nghe người ta học lời đó. Dạ. Nói nó vừa có tội, bả cảnh cáo với mày đó chứ chưa. Nếu mà bả mà ấy nữa, ác ý nữa là cho mấy mày chết luôn, cũng cứ bỏ cái tật với mày nói. Dạ. Bậy nữa bà. Mạo phạm tâm linh là không thể thách thức được. Ờ. Còn những cái câu chuyện nào mà con nghe người dân từ thành phố Hồng Ngự mà vô đây á, ông Tư con hỏi qua mấy người dân rồi, người ta nói là cầu tài lộc cũng như là cầu sức khỏe bà cũng độ cho người ta. Thì chú Tư ở đây lâu năm, ông Tư ở đây thì chú Tư có thể cho mấy con biết một vài câu chuyện mà bà con cầu gì được đấy á, ông Tư? Cũng có, nhưng mà nó không phải là mỗi người mỗi được đâu. Dạ. Ai có cái duyên căn với bà lắm, ai có phần phước, cái số chú có tiền mới được, chứ số không có tiền cầu cũng không, bà cũng không cho được. Bà cũng về phần bà nói bà xin tiền, cháu nói cháu không có tiền quá khổ nè, bà ơi độ con có 200-300 triệu, 100-200 triệu gì đó tùy theo mình ha, là có phần mới được, không có là không được. Có tức phần sinh thì mới cho được, có phần sinh và phải thành tâm mà mình làm theo cái đó mình mới đạt được. Có không? Nhiều khi bà chỉ. Yeah. Bà chỉ là bà ứng hiện cho tôi chỉ. Ứng cho ông Tư à, như khiến cho cái miệng mình nói gì đó. Ờ gì bằng đêm giá niệm Phật này kia nọ đi, rồi giấy tên tuổi. Ờ bây giờ ước nhiều quá là tham lam là không có được, xin bà thì xin ít ít thôi, bà cũng nói là cho tiền không phải dễ, cho phải qua bên ngũ vị thần tài địa chủ
phải thông qua hết các ban ngành gì đó mà. Dạ. Chứ không phải tự lực mình bà cho được. Dạ. Nhưng mà bà xin cho, nếu mà có duyên căn, bà thích, bà thấy được người này ăn ở có đức, có hậu, hậu bà mới cho, còn hung dữ đâu không cho. Bà đuổi biết bao nhiêu người lên đây nè, nghinh bật, nghinh bật. Đuổi luôn không Tư? Đuổi là bằng cách nào không Tư? Có thằng đó, đó vợ nó cô giáo, mà nó thì kinh tế thiếu 800 triệu, rồi bán cái nhà, mà cái nhà người ta trả có 400 giữ à. Yeah. Bán nhà đâu có đủ tiền trả. Vô đây vợ lại cô giáo đó nghe, mà ngồi đây lại, nó lại lại đây, bụp bụp bụp, bước vào đó đứng chống nạnh người đó, chỗ cái cột đèn đó. Dạ. Yeah. Bà ở đây mới nhìn thấy sao, bà kêu ê nó mày vô đây coi. Trời trời. Kêu đó luôn. Nghe giọng nói rõ ràng luôn hả? Về phần á. Về phần, dạ, về phần người khác, người khác. Dạ. Thì lúc mà vợ chồng nó lại rồi đó, là cái bà, cũng cái bà châu đốc đó. Bởi về phần đây nè. Vậy tới vợ của Nam mày lợi tới đây xin tao cho. Mà Nam mày đừng có lợi đây nữa. Nghinh bập. Mày coi tao không ra gì. Mày lại cút năm ba lại cái mày tha đó, mày đứng chống nạnh. Vợ nó còn ngồi lại đây đó. Lâu chưa ông Tư? Hả? Lâu chưa không? Mới đây, chưa có virus. Trong vòng một năm nay, mấy tháng thôi. Coi cái miếu này là ba đời không Tư? Ba đời. Ba đời. Ông nội hết 85 tuổi mất, tới đời cha cũng 85 tuổi mất. Tới giờ tôi đấy, năm nay 76 rồi, không biết. Nó miếu có niên đại 140 mấy năm rồi, năm 4 đúng không? Khi mà đến đây cúng thì sức nước hoa và cúng bái như thế nào? Ông Tư có thể chỉ cho tụi con biết. Con không? Nói lớn chút. Anh Hớn nói. Ông Tư có thể là chỉ cho mấy con cách mà cúng mà để cho thành tâm nhất á. Chứ con thấy đúng, có mấy chai nước hoa, mình cúng như thế nào á. Cúng đúng nghi lễ. Cúng đúng nghi lễ á ông Tư? Đúng nghi lễ thì con trước tiên là con lợi đây con đốt ba cây nhang. Rồi con giấy tên họ con, tuổi tác, muốn mà ăn cái gì đó thì mình trình bày lên. Nhờ bà độ cho con mần cái đó hay là con làm việc lên chức hay là gì đó. Đủ thứ chuyện ở đây là nhiều chuyện lắm. Nhiều người mất chức rồi lại đây. Rồi nhiều người không con lại đây cũng giấy. À, không con là mình cầu xin thành tâm được bà cho. Đó nhỏ chạy đằng đẵng có chồng 3 năm không con. Lại đây. Đằng này luôn không Tư? Ừ, ở đằng dạ. Đó. Là tôi nói dân dạy lại bà đi. Cầu xin bà cho con cái hào con. Cho rồi lây quay mấy tháng đi khám ngoài bệnh viện là có bầu. Mà thằng nhỏ nó ngặt nha. Mỗi ngày cha mẹ nó, ông ngoại bà ngoại nó phải chở nó vô đây nè. Đốt nha. Không vô, không chở vô nó khóc. Vậy là con của bà. Giống như là con của bà cho. À, ông Tư con nghe nói là sau khi mà cất cái miếu này lên á, thì khi mà có bà có đạp đồng lên để mà thỉnh cái tượng bà về có không Tư? Có. Ông Tư có thể kể cho tụi con nghe với. Tức là hồi trước thờ cái miếng trần điều không à, mới cái miếng nó mới hơi hồ năm nước lên năm rồi nè. Là cái miếng trần điều đó là lớn tuổi hơn tôi đó. Dạ. Yeah. Mà bằng giấy ép mà. Hồi xưa ông già tôi ông đi chợ rồi mướn mấy ông chữ nho đó, mấy ông chợ Ba Tàu bán thuốc bắc rồi đó, mấy ông thầy mà biết chữ nho đó viết cái tấm trần điều đó. Bây giờ tôi ra tôi hỏi lại nó, trời ơi còn chữ không ông Tư? Tôi nói nước lên nó cái mối nó tập trung nó lên nó ăn. Mà lúc đó có cái thỉnh cái tượng bà rồi, làm như bà quỷ bỏ cái tấm đó hay sao. Yeah. Tôi rồi bảy mấy mà cái tấm đó trước tôi nữa mà không hư, bơm đạn. Rồi mỗi năm hồi thời xưa mà nước lũ rồi
miếu bằng cây á, trôi miếu vô trong tuốt trong A19 nhau. Có lần tôi đi kiếm với thằng em á, sống rầm hầm năm 66 là nó nói thôi chữ ơi, gì là trôi đâu mất hay ai vớt gì rồi. Cái chữ nó thôi vậy gì anh tôi ơi, tối rồi thì vừa bỏ cái xào chống chống về tôi dòm lại, tôi thấy có một cây một cái chân nằm lật cửa rồi nè, bốn cái chân ở dưới đưa lên mà một tấc vuông á, cây cây sao mà ông già tôi không mua ngoài giữa cây á, vừa làm chữ thôi chữ. Đằng đó có cái cây gì mà lú lên có một cây một mà các bạn chống lại coi cái hả gì à? Nó nói trời ơi dông tới dữ lắm rồi anh ơi, không ấy ngày mơ hả vô tôi nó không à, trở lại đi, trở lại rồi cái miếu bà. Dạ. Hai anh em nhảy xuống khiêng lên để trên ghe chống về tới, về tới đây mà vô không được, gần cả tiếng hồ vô không được, sống ầm ầm gì đó. Mà cuối cùng là vẫn gặp được cái miếu bà. Sau này mình trùng tu lại cái ngôi miếu là bà đạp đồng lên hay là Phật lại đây cầu nguyện bà rồi đạt rồi cái người đó lại đây thỉnh tượng ông Tư? Thì cũng có khi bà đạp đồng. Cái ngôi miếu mình là trùng tu lại là do gia đình ông Tư sửa trùng tu lại hay là ba già ba tánh? Dạ. Trong nhà có phần nào thì mình ứng ra phần ấy, còn nhiều bá gia bá tánh lợi nó hay rồi hô sửa miếu chứ đồ ai cũng lợi cũng cho ngừng mớ. Rồi bây giờ hiện tại con thấy cái ngôi miếu bà này chú Tư có cần thiết là mình bổ sung thêm cái gì nữa không chú Tư, để cho bây giờ cũng nói nó đẹp hay là nó khang trang hơn á? Bây giờ cũng nói thiệt với mấy cháu bởi công an, mà công an chú Tư cũng không sợ. Có người nước ngoài về đây nè, bà độ cho. Dạ. Mà do nó chú tôi làm độ cho được ha. Hứa cho bà sửa miếu bà, lắp cái hầm này lại luôn, cho bà 1 tỷ, thiếu cho thêm. Rồi chú tôi mới xin ý bà, chú tôi giấy rồi xin keo bà không cho. Không cho làm. Không cho làm cho. Là có hai bữa sau là cái bà châu đốc đó là hợp với bà như lắm. Hồi đó cắt lúa bằng lữ hái đó, hai vợ chồng đậu xuồng ngay đây nè. Dạ. Tối lên cúng bà, tối ổng đau chở chờ rẫy đuổi về đó, mà về đây uống nước cúng này nè, hết á. Ồ, bà độ quá. Ừ, nó hợp. Dạ. Kế bên miếu bà thì có hai cái miếu ông Tà và thần Tài. 12 vị Tà đó là lính của bà đó. Dạ thưa ông Tư, thì hôm nay con có dịp về đến cái vùng biên giới này và nghe nói về sự linh thiêng của bà, thì tụi con đến đây cũng như là thắp hương để cầu mong cuộc sống bình an. Con cũng xin chân thành cảm ơn ông Tư rất là nhiều đã chia sẻ những cái câu chuyện về bà mà rất là hay. Và con xin chúc cho ông Tư luôn có một cái sức khỏe dồi dào. Dạ, con cảm ơn ông Tư nhiều nha ông Tư. Chú Tư cũng cảm ơn mấy con. Đến đây như vậy là cũng có cái tấm lòng tin. Dạ. Tưởng. Dạ. Chứ nếu con không tin, nghe người ta nói ở miếu bà đó, nó mấy con không tin rồi mấy con đâu có tới. Ông Tư có thể chia sẻ lại cái địa chỉ, lại nói lại cái địa chỉ của miếu bà để có thể những cái người Phật tử hay là muốn cầu cho cuộc sống bình an thì có thể đến đây để mà thắp hương để đến với miếu bà ông Tư. Cái địa chỉ ông Tư? Cái địa chỉ là sao? Địa chỉ ở đây á, ấp gì ông Tư ha? Ấp Bình Lý, xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự. Dạ. Mà cái địa danh của từ hồi xưa tới giờ ở đây là miếu bà chú xứ Tầm Dầu. Có cái tên là Tầm Dầu, cũng như bà ở bên núi Sam thì có cái tên là núi Sam, còn ở đây là Tầm Dầu. Dạ. Một lần nữa thì tụi con xin chân thành cảm ơn ông Tư rất là nhiều. Chúc ông Tư sức khỏe. Dạ, xin bùi hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác. Mấy con đến gì là vui vẻ lắm rồi. Sau khi mà chúng ta
nghe ông Tư chia sẻ về miếu Bà Chúa Xứ thì bước lên những bậc thang mà cao như thế này, thì cạnh bên miếu bà ở đây thì chúng các bạn cô bác anh chị có thể thấy được đây là hai ngôi miếu của ông Địa Thần Tài với lại 12 vị Tà. Con thấy là ông Tà thì thường là một vị thôi, sao ở đây mình tới 12 vị Tà? 12 vị tức là nếu ông Tà mà ở một mình, ông Tà là trưởng ấp á, ở ngoài đời á, ông Tà là trưởng ấp á, ở đâu á, thì một ông à, còn ở đây mấy ông này là coi như là ở nguyên tiểu đội như thế này là 12 người á, là phò tá cho bà đi đâu mấy ông này theo nè. Dạ, là cũng ngôi miếu 12 vị Tà này cũng thờ một lượt với ngôi miếu bà trên đó không? Lập miếu bà là phải có miếu ông Tà. Dạ. Nhưng mà là do là bà đạp đồng lên, bà nói là phải thờ đúng 12 vị hay sao? Một lần không biết ông già của chú thờ là có một ông Tà, sau này bà phần bà nói là 12 vị được. Bên đó là ngũ vị thần tài, ngũ vị địa chủ. 12 vị là đi theo bà để mà phò tá bà. Thường thường con thấy là một số ngôi miếu ông Tà thì hay có những cái viên đá, cục đá để thờ. Thì ở mình đây có mà. Có. Một lần có rồi người ta giỡn thấy xong rồi nít rồi mấy thằng giữ trâu giữ bò nó liễn xong rồi giết rồi sao tự nhiên nó mất tiêu luôn. Vậy thì lúc xưa thì đủ 12 viên đá luôn hay là chỉ có một hai viên? Một viên bự kìa. Một viên bự. Viên bự đó là tự ở đâu lợi đây. Rồi thấy vậy ngộ quá, cục đá ngộ quá, lấy rửa, tắm rửa rồi đem thờ luôn đó. Mà nít nó giỡn quá trời. Em nói là ông Tà đó mình dục với sông mình bắt trốn với ông được ha ông Tư? Rồi giỡn với ổng quá, ổng không chịu sao.